8 ngay ra đường qua cầu Chà Và, từ quận 5 qua cầu Chà Và rồi đến quận 8 ngay trên đường Bình Đông, Đinh Hòa. Đây. Trên bến dưới thuyền. Trên bến dưới thuyền. Wow, đẹp từ từ. Quất nè, tôi chậm thôi. Chậm nó, thuyền hoa người ta chở lên. Wow. Hoa rồi người ta để đầy thuyền luôn. Bây giờ là oh wow. Quất rồi để mấy cái xe hay quá. Mấy cái thuyền á. Wow, cái quất kia đẹp dễ sợ. Ta đi gì nhanh vậy? Trời ơi, mấy cái thuyền lá người ta để, người ta làm cho nó mát á, cả vì nó đậu cả ngày ở đây á. Wow, quất nè. Chậm hết sức chậm luôn. Trời ơi, có mấy cái cây quất đầu kia quá trời đẹp luôn. Có mấy cây quất đẹp ơi là đẹp. Wow. Cây quất ăn được. Đây mai nè cả nhà. Hôm nay là 26 tháng 12 năm 2022. Wow, mai nè. Mình đang đi trên con đường Bình Đông, phường 13, quận 8. Bến Bình Đông. Đây là khu vực bán hoa hàng năm của mai. Ban ngày đẹp lắm. Wow, dáng mai đẹp ha. Đây, nguyên một vườn mai đỏ. Lát nữa chắc đi bộ quay đi. Chứ đi xe. Wow, cái mai đẹp ghê. Wow. Ồ, mai đẹp quá ha. Mai mua búp đó là đến Tết là xài vừa đó. Wow. Nhiều lắm. Nguyên một con phố luôn. Wow, hoa cúc nè. Đúng rồi, hoa cúc. Thơm quá. Đây là hoa mai là đặc trưng của Tết ở miền Nam á. Ở miền Bắc là có hoa đào. Đẹp quá ha. Cực lắm. Mấy bác nông dân làm cái này cực lắm. Làm cả năm để trông chờ đến mùa đó. Wow. Năm nay mùa mai, năm nay mùa hoa người ta trồng ít tại vì cũng dịch bệnh rồi đó. Người ta mua hoặc là đem xuống bán. Wow, dưới thuyền kìa, mai dưới thuyền kìa. Wow, lên cả xe là cả thuyền, có thuyền à, trên bến dưới thuyền. Đây là trên bến dưới thuyền. 700 năm rồi á. Đúng rồi. 700 năm. Chợ wow, hoa lan nè. Wow. Đẹp quá à. Lan. Tây ở chợ lên. Đúng rồi, ở dưới miền Tây chợ lên á. Mọi người hoa. Mọi người ai mua hoa ra mua ủng hộ cho bà con đi. Tại vì năm nay dịch bệnh mọi người trồng hoa cũng ít lắm mà. Wow, nguyên một vườn hoa luôn. Wow, cái dáng mai đẹp ha. Như kia có mấy cái biển ở dưới kia kìa. Biển ở dưới. Cây sống đời này mình trồng không ra hoa, người ta trồng ra hoa quá trời. Wow. Mình trồng không có ra hoa. Trên bến dưới thuyền chợ xuân hoa. Chiều là trời mưa đó. Biết rồi. Buổi chiều là trời mưa. Trời mưa nên giờ nó rất là mát mẻ. Khai mạc á hả? Khai mạc. Đúng rồi. Mẹ nghĩ là chắc là khai mạc hội. Wow. Quá đẹp. Wow. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Trời ơi. Dễ thương quá à. Yo, mọi người lên trên kia để chụp hình rồi kìa. Ở trên cái cầu vượt á để đi. Cháu Vũ với Vinh đi lên đi. Con nó muốn đi mấy bữa mới đi mà nó mẹ bận, mẹ đi một mình á, mẹ không có cho con đi. Ok, con đi đi. Để cho mẹ. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Cái là công đoạn là đầu tiên là MC. Đúng rồi. Đến bến dưới thuyền là tiếp thứ hai. Rồi ở đây cũng là cái điểm thứ ba là quý vị đang di chuyển đến cái đoạn trên cổng. Trời ơi. Ủa đúng rồi.
Đẹp quá ha. Có em nha con. Một dọc được. Cái này hả? Hoa cúc. Trời ơi, mấy cái thuyền người ta lên nó toàn là hoa không à. Hoa rồi mai rồi. Đó, thuyền người ta đi hát rồi. Thích không? Quá thích luôn.